Kính thưa quý vị, 40 không hạn sử dụng, không nhãn mác, không rõ thành phần và không công bố chất lượng. Đó là những gì mà chúng tôi muốn nhắc đến đối với sản phẩm rau củ quả sấy đang được mọi người ưa chuộng hiện nay. Có lẽ quý vị đang thắc mắc là vì sao mà chúng tôi lại nói như thế đúng không ạ? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi. Rau củ quả sấy chứa rất nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe như chất xơ, khoáng chất, protein, chất chống oxy hóa cao gấp 3 lần hoa quả tươi do được tách nước nhờ công nghệ sấy hoặc phơi khô tự nhiên. Việc ăn rau củ quả sấy được đánh giá tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay, rau củ quả sấy 40 đang được bán tràn lan, thiếu kiểm soát. Thậm chí, trên các trang online, món hàng này được rao bán với giá rẻ bèo, chỉ 100.000 đồng cho 5 hộp tự chọn. Bị thu hút bởi giá mua khá hời, nhiều người tiêu dùng đã quên mất xuất xứ và chất lượng thực phẩm cũng cần phải quan tâm. Theo địa chỉ trên trang bán hàng, chúng tôi đã tìm đến một nơi chuyên cung cấp rau củ quả sấy sỉ và lẻ tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, sản phẩm rất phong phú, từ mít sấy, chuối sấy, khoai lang, khoai tím và cả hàng thập cẩm. Tất cả đều được đóng hộp như thế này, không có một nhãn mác hay chú thích thành phần, thậm chí là hạn sử dụng nào. Khi được hỏi thì người bán cho hay: cái này là hàng Đà Lạt hả sao? Đúng rồi, từ Đà Lạt. Cái này mình để là được bao lâu anh? Nếu mà rau củ quả là 3 tháng. Là khoai với rau củ quả luôn là được 3 tháng? Đó là nó hơi sử dụng quá không? À, là có thể hơn à. Những sản phẩm mập mờ như thế này cứ thế đến tay người tiêu dùng. Phóng viên tiếp tục tìm mua rau củ quả sấy ở các cửa hàng, chợ thực phẩm. Tại đây, mỗi loại đã được đóng gói sẵn và bày bán trên kệ. Tất cả đều là sản phẩm 40. Hầu hết rau củ quả sấy 40 mà chúng tôi mua được, ngoài màu sắc bắt mắt, có vị ngọt thơm, thì đều có điểm chung là rất giòn. Đây cũng là điều mà chúng tôi trăn trở và tìm gặp chuyên gia thực phẩm để được giải đáp. Đối với sản phẩm này đó, thì người ta phải dùng một công nghệ sấy khác, thông thường chúng ta gọi nó là chiên. Chiên á, nó cũng là một cái công nghệ sấy nhưng mà nhanh hơn, bởi vì cái nhiệt độ mà trong dầu nó cao hơn là cái nhiệt độ của không khí, cho nó làm cho hơi nước bốc hơi nhanh hơn. Và thứ hai nữa, như thế thì nó làm cho sản phẩm mình nó giòn. Như vậy thì chúng ta thấy cái quá trình mà sấy rau củ quả của sản phẩm này đó là một quá trình chiên chứ không phải là một quá trình sấy. Cũng theo chuyên gia, việc sử dụng thêm chất phụ gia, phẩm màu và chất bảo quản là điều khó tránh. Một điểm đáng lo ngại khác đó chính là nguyên liệu rau củ quả đầu vào. Không có nhãn mác gì hết, chúng ta nghĩa là không có nguồn gốc gì hết thì không có cái gì đảm bảo rằng là cái nguồn nguyên liệu là nguồn nguyên liệu an toàn, cũng như là nguồn nguyên liệu đó không có chứa dư lượng thuốc trừ sâu, không có chứa cái chất kích thích tăng trưởng, không có chứa những cái kim loại nặng vân vân. Vậy chúng ta thấy là rau củ quả chiên như thế này đó thì nó có ba vấn đề chính của mình đó. Một là những cái không an toàn về mặt nguyên liệu, cái thứ hai là cái dầu chiên nó không có an toàn, và thứ ba nó là những cái phụ gia mà người ta có thể sử dụng trong quá trình mà người ta sản xuất như thế. Thì tất cả cái này đều là những cái chất hóa học. Và như vậy thì nếu chúng ta sử dụng những cái này mà chúng ta không có kiểm soát thì chúng ta dễ dàng bị ngộ độc hóa học nhiều hơn là bị ngộ độc về vi sinh vật. Do thiếu hiểu biết về an toàn thực phẩm, người dùng vẫn cho rằng cứ hễ rau củ quả sấy là an toàn nên vô tư sử dụng mọi lúc mọi nơi mà không hề lường trước rủi ro. Những hóa chất mà chúng nó nhiễm ở trong cái thực phẩm ta đó thì đầu tiên hết nó sẽ đi vào gan, mà gan ở đó là cái nơi giải độc. Nếu mà gan giải độc không được thì nó bây giờ nó sẽ tích lũy lại trong cơ thể của mình. Khi mà tích lũy vào trong đó thì cái rủi ro mà đầu tiên hết là nó có thể gây ung thư, hoặc là nó sẽ gây nên những cái yếu tố mà làm cho cái ung thư nó dễ phát triển hơn. Thì đó là những cái rủi ro thứ nhất. Rủi ro thứ hai là nó có thể làm cho những cái quá trình chuyển hóa trong cơ thể mình nó bị rối loạn. Và khi mà quá trình chuyển hóa trong cơ thể mình rối loạn thì sinh ra rất nhiều cái bệnh khác nhau. Có thể là ảnh hưởng đến thần kinh, có thể là ảnh hưởng đến chức năng sinh sản, có thể là ảnh hưởng đến chức năng của gan, ảnh hưởng đến chức năng của thận. Để chọn được rau củ quả sấy ngon, đảm bảo chất lượng, cần lưu ý chọn rau củ quả sấy đều miếng, không bị dở dụng, màu sắc tươi mới. Chọn rau củ quả sấy có độ dẻo, vị thanh ngọt tự nhiên, hương thơm dịu nhẹ. Chọn mua hàng có đầy đủ nhãn mác, được bày bán ở cửa hàng uy tín. Không chọn mua các loại rau củ quả sấy 40. Rau củ quả sấy tuy là món ăn ngon nhưng cũng cần cẩn trọng trong việc lựa chọn và sử dụng. Không nên vì giá rẻ hay hợp khẩu vị rồi tùy tiện mua hàng 40 để rồi rước bệnh vào thân.